năm lỗi. Chị Tư ra bản biển mặn để tặng cho cả nhà mình nghe nha. Năm nay chị Tư thập niên tỷ số rồi, và có gì sơ đó trên ghế chặt. Hãy subscribe.
Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của dì Tư rất nhiều. Chúc dì Tư một buổi tối thật vui và sức khỏe.